lại nữa này thiện hiện vì bát nhã ba la mật đa rốt giáo xa lìa nên gọi là bát nhã ba la mật đa vì tịnh lự tinh tấn an nhẫn tịnh giới bố thí ba la mật đa rốt giáo xa lìa nên gọi là tịnh lự tinh tấn an nhẫn tịnh giới bố thí ba la mật đa này thiện hiện vì pháp không nội rốt giáo xa lìa nên gọi là pháp không nội vì pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt ráo pháp không không biên giới pháp không tản mạng pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh pháp không tự tánh pháp không không tánh tự tánh rốt ráo xa lìa nên gọi là pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh. Này thiện hiện, vì chân như rốt giáo xa lìa nên gọi là chân như vì pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, rốt giáo xa lìa nên gọi là pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ này thiện hiện vì thánh đế khổ rốt giáo xa lìa nên gọi là thánh đế khổ vì thánh đế tập diệt đạo rốt giáo xa lìa nên gọi là thánh đế tập diệt đạo này thiện hiện vì bốn tịnh lự rốt giáo xa lìa nên gọi là bốn tịnh lự vì bốn vô lượng bốn định vô sắc rốt giáo xa lìa nên gọi là bốn vô lượng bốn định vô sắc này thiện hiện vì tám giải thoát rốt giáo xa lìa nên gọi là tám giải thoát vì tám thắng xứ chín định thứ đệ mười biến xứ rốt giáo xa lìa nên gọi là tám thắng xứ chín định thứ đệ mười biến xứ này thiện hiện vì bốn niệm trụ rốt giáo xa lìa nên gọi là bốn niệm trụ vì bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, rốt giáo xa lìa, nên gọi là bốn tránh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. này thiện hiện vì pháp môn giải thoát không rốt giáo xa lìa nên gọi là pháp môn giải thoát không. pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện rốt giáo xa lìa nên gọi là pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. này thiện hiện vì bậc cực hỷ rốt giáo xa lìa nên gọi là bậc cực hỷ vì bậc ly cấu bậc phát quang bậc diệm tuệ bậc cực nan thắng bậc hiện tiền bậc viễn hành bậc bất động bậc thiện tuệ bậc pháp vân rốt giáo xa lìa nên gọi là bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân này thiện hiện vì năm loại mắt rốt giáo xa lìa nên gọi là năm loại mắt vì sáu phép thần thông rốt giáo xa lìa nên gọi là sáu phép thần thông